Chào anh em, cảm ơn anh em đã ghé xem video của kênh Chim Việt mình. Thì hôm nay tình cờ mình phát hiện ở trên cây có một cái tổ cu rằn, cu nhí anh em, nó đang ấp. Mình thấy cũng lâu rồi, chắc có lẽ là nó đang nuôi con á. Giờ mình tính quay cận cảnh cho anh em xem, mình không biết là nó có con hay chưa nữa. Thì mình đưa camera lên quay đây, anh em xem nha. Vậy nha các bạn, thì ra là một tổ cu nhí, cu dằn á, nó ấp thì đã nở một em rồi, còn một trứng thì vẫn chưa nở. Mình dự định để camera lâu một chút xíu coi chim mẹ nó có quay về không, nhưng mà chắc có lẽ là nó thấy mình nó hoảng sợ rồi nó không về. Thôi mình thu camera, thu máy lại để cho nó về nó ấp con nó, để thôi trời mưa lạnh là nó sẽ không nở trứng còn lại và chết con. À, tạm biệt các bạn tại đây nha. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Chào tạm biệt.
Chúc toàn thể anh em có một ngày làm việc thật là may mắn và thành công.